Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 138 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, hư không đại cấm cực kỳ nguy hiểm, một đạo so với một đạo càng nguy hiểm hơn, một đạo so với một đạo lại càng nan giải. Các đại thánh địa thánh chủ này cũng ý thức được điểm đó nên hành động trong lúc này cũng trở nên gấp gáp, cẩn thận gấp đôi. Bởi vậy Diệp Húc và Phượng Yên Nhu lúc bấy giờ từ sau đã vượt lên trước. Diệp Húc tranh thủ lúc Phượng Yên Nhu suy tính về đạo cấm chế thứ 29, lặng lẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hiên Viên Gia đã tới khởi chỉ nam xa, chiếu theo chỉ nam xa vạch ra một con đường đi, bước mở mặt khác của hư không đại cấm. Cho dù như thế, vẫn là có hai con rồng khí từ cự long biến thành không ngừng công kích, nhưng đều bị chỉ nam xa đón đỡ. Bọn họ đã chạm vào hai đạo cấm chế đại cấm, loại hư không đại cấm này một khi đã chạm vào thì không chết không ngừng. Hiên Viên Trường Phong một bên phải tế khởi chỉ nam xa đối kháng với hai đạo cự long, gần như có thể sánh ngang với Nhân Hoàng, một bên còn muốn thúc giục cấm bảo chỉ nam xa này tính toán tìm con đường đi. Tốc độ họ đi đã chậm, hơn nữa lại hao phí nhiều tinh thần. Mà Thái Cực Tông thì tế khởi Thái Cực Đồ, cũng là tìm tòi con đường đi. Trên đỉnh đầu bọn họ luôn có hai con rồng lớn có thể so với Nhân Hoàng không ngừng hướng bọn họ công kích tới. Các thánh địa khác lại tập trung vào Âm Dương Tông, Thái Thượng, Đạo Vũ, cũng đều tự có bảo vật tính toán cấm chế, đều tự tính toán theo công thức tìm con đường đi trong hư không đại cấm. Tiến triển so với Hiên Viên Gia còn muốn chậm hơn một chút. Về phần Trung Châu Hạ Gia, cái gia tộc Vu Hoang thế gia của lão này thực lực càng thêm mạnh mẽ, thúc giục một chiếc âm đỉnh. Đại đỉnh trầm trọng vô cùng, trong âm đỉnh từng trận cuồng phong hóa thành đại lục. Chống lại cự long không ngừng đem những đường cự long nghiền nát, giam cầm hư không, một đường xông vào đây đã liên tục xông qua 20 đạo hư không đại cấm, tốc độ tới lúc này mới biến chậm lại. Chỉ cần bọn họ tốc độ càng chậm lại thì càng không có khả năng tiến vào những tầng thứ sâu hơn, bởi vì càng đến mặt sau hư không đại cấm, uy lực lại càng mạnh. Hạ gia Trung Châu thánh chủ có thêm âm đỉnh, có thể chống lại 20 vị Nhân Hoàng công kích, nhưng đạo cấm chế cuối cùng của hư không đại cấm tương đương với 99 vị Nhân Hoàng hợp lực công kích, Vu Hoàng đều không thể chống lại, bọn họ tự nhiên lại càng không được. Diệp Phúc thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ có lẽ chúng ta sẽ trở thành nhóm thứ hai tiến vào Thang Hoàng Lăng thánh mộ gần với yêu chủ. Lại nói yêu chủ không hổ là Thiên Yêu Cung thánh chủ, đích xác học cứu thiên nhân giờ phút này vẫn vượt quá xa Diệp Húc và Phượng Ân Nhu. Hắn đã đi vào dưới chân thánh sơn, đột phá hơn 80 đạo cấm chế. Tuy nhiên yêu chủ hùng tài vĩ lược cao nhân bậc này giờ phút này dường như cũng gặp khó khăn, đã bắt đầu vận dụng hà đồ để tính toán con đường đi trong đạo cấm chế thứ 83. Hà đồ mà hắn vận dụng không phải là loại hà đồ mà Phượng Ân Nhu lấy từ Vu Pháp hóa ra, mà là cấm bảo chân chân chính chính, lấy cấm bảo để tính toán theo công thức cấm chế. Hà đồ như bức tranh thiên biến vạn hóa, dường như có thể cất chứa thiên địa vạn vật, có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật, không chỗ nào mà không thể bao, không chỗ nào mà không thể cho. Vô số tin tức lung tung, phức tạp từ đó mà phun ra, rót vào bên trong óc của hắn. Đây là chỗ ảo diệu của hà đồ. Phượng Yên Nhu lấy Vu Pháp hóa ra hà đồ tự nhiên còn sao mới bằng cái cấm bảo này. Chỉ có điều khi Phượng Yên Nhu đã suy diễn đến cấm đạo thứ 40 thì Diệp Húc thoáng nhìn thấy yêu chủ còn tại dưới thanh sơn, dường như không thu hoạch được gì, vẫn còn đang bị nhốt ở đó. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu khi tới đạo cấm chế thứ 60 thì yêu chủ vẫn còn cách xa hàng trăm mét, dường như đang lâm vào một bài toán thật khó bên trong không thể phá giải. Khi bọn họ đi vào đạo cấm chế thứ 80, Phượng Yên Nhu đã vận dụng tất cả nữ thiên đế pháp tướng chân thân. Trước mặt các nữ thiên đế này hết thảy đều nổi lơ lửng một mặt hà đồ và hy hoàng bát quái, không ngừng tính toán theo công thức.
Diệp Húc nhìn đến trong mắt thiếu nữ không ngừng có các loại phù hiệu, phù văn trôi qua. Các phù hiệu phù văn này Diệp Húc một cái cũng không nhận biết. Có phù hiệu phù văn tạo thành trận pháp, có cái tạo thành trận văn, có cái đột nhiên hóa mở, còn có cái tạo thành một đám công thức kỳ lạ. Hiển nhiên nàng toàn lực giải toán suy diễn, sinh ra tin tức vô cùng khổng lồ, đạt tới một hoàn cảnh khủng bố. Người của nàng đẫm mồ hôi thơm mát, trong ánh mắt không có gì khác tồn tại, dường như yên lặng ở suy diễn bên trong. Thậm chí ngay cả khi Diệp Húc lặng lẽ giúp nàng lau mồ hôi, nàng cũng không hề phát hiện. Cho tới bây giờ, Diệp Húc đã không hề suy nghĩ là bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm, cũng không thèm nghĩ nếu đi nhầm một bước sẽ đối mặt với 80 cảnh cự long có thể so với tu vi của nhân hoàng. Oanh kích đến, bọn họ đã không còn đường thối lui, chỉ có thể kiên trì mà đi xuống. Rốt cuộc, Phượng Yên Nhu suy diễn đến đạo cấm chế thứ 83, cùng bằng nhau với yêu chủ, cách xa nhau chỉ có hơn 100 bước. Diệp Húc kéo Phượng Yên Nhu hướng về phía yêu chủ mà bĩu môi. Phượng Yên Nhu bừng tỉnh, lúc này mới nhìn đến chính phụ thân của mình. Diệp Húc xa xa chắp tay, lớn như cười, nửa như không cười nói: "Nhạc phụ đại nhân." Yêu chủ tướng mạo giống như thiếu niên, thoạt nhìn giống như chỉ bằng tuổi với Diệp Húc, vì vậy gọi là nhạc phụ khiến cho Diệp Húc cảm thấy có chút không được tự nhiên. Yêu chủ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, có để ý tới hắn hay không, hiển nhiên là y vẫn còn đang giận. "Cha, người bị nhốt ở đây sao?" Phượng Yên Nhu kinh sợ nói. Chê cười. Yêu chủ chắp hai tay sau lưng, cười ha hả, thần thái bay lên. "Phượng Nhi, con không có bị nhốt, cha sao có thể bị nhốt được? Bản lĩnh của con đều do cha, nhân vật số 1 này dạy dỗ, chẳng lẽ con cho rằng cha còn không bằng con hay sao?" Phượng Yên Nhu thè lưỡi, có vẻ vài phần vờ vĩnh, cười giòn tan mà nói. 99 đạo hư không đại cấm, đích xác vây không được lão nhân gia. Lúc người dùng hà đồ để suy diễn hư không đại cấm, con gái cũng ở bên cạnh xem, vẫn là cha chỉ điểm phá cấm chi đạo. Yêu chủ ánh mắt chớp động cười nói: "Phượng Nhi, ta hỏi con, trước khi con tiến vào hư không đại cấm, bước đầu tiên đi chính là khảm ly lộ hay là minh di lộ?" Phượng Yên Nhu cười nói: "Cha lại kiểm tra con, bước đầu tiên con đi không phải là hai con đường kia, mà là quy muội lộ, sau đó chuyển nhập lôi trạch, đạp trung cung tiến đại kiền." Diệp Húc nhìn thấy vị thiên yêu cung thánh chủ này, sắc mặt lập tức trở nên sám ngoét, lảo đảo đứng lên, phong thái cao ngạo đã không cánh mà bay, miệng nói nhỏ không biết là nói cái gì đó. Yêu chủ hai mắt chớp động, trong mắt vô số phù hiệu phù văn lưu chuyển, trong thời gian một cái nháy mắt liền đem 83 đạo cấm chế phía trước hết thảy suy diễn một lần, sắc mặt càng ngày càng thêm xám xịt. Thì ra là vậy, y lẩm bẩm nói, trong mắt phù hiệu phù văn lưu chuyển càng nhiều. Không ngờ không cần nhìn mặt sau 18 đạo hư không đại cấm đã đem các cấm chế này suy diễn tất cả. Học thức của y vô cùng phong phú, chủ có điều ngay từ đầu khinh thường hư không đại cấm ở Thang Hoàng Lăng đi nhầm một bước. Nhưng lúc này tỉnh ngộ, hư không đại cấm này đối với đại tông sư như y mà nói, y nhìn thấy rõ như trong lòng bàn tay, thông sát, thấu triệt, hiểu rõ từng tận đủ loại huyền bí. Yêu chủ tâm niệm khẽ động, vô số phù hiệu phù văn từ bên trong hai mắt của hắn bắn ra, văn tự cuồn cuộn như dòng nước lũ, điên cuồng chui vào trong mắt của Phượng Yên Nhu. Hắn mỉm cười nói: "Phượng Nhi, đây là phương pháp đi của mặt sau 16 đạo hư không đại cấm, các con đi trước một bước. Ta không phải muốn đến đây để tìm con đường đi của qua 99 hư không đại cấm này, mà là phải phá vỡ các đạo đại cấm này, tự nhiên phải dừng lại nghiên cứu một phen." Y phất phất tay ra hiệu cho Diệp Húc hai người rời khỏi, đột nhiên hướng Diệp Húc nói: "Hảo hảo chiếu cố nữ nhi của ta, nếu hơi có sơ suất, cẩn thận ta lột da của ngươi ra." "Xin nhạc phụ yên tâm, tiểu tế mặc dù có chết cũng sẽ không để cho Yên Nhu muội muội bị bất công bất cứ tổn thương gì đâu." Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, miễn cưỡng gật đầu, lúc cần đi nửa như cười nửa không, lướt hắn một cái nói: "Nhạc phụ đại nhân, bảo trọng." Yêu chủ nhìn đến vẻ mặt của hắn không khỏi quê quá hóa khùng, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, lập tức chắp hai tay sau lưng nhìn lên không trung, dáng vẻ cao ngạo như không coi ai ra gì. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu tiếp tục tiến lên, chỉ nghe vị thiên yêu cung thánh chủ này thanh âm loáng thoáng truyền đến, đứt quãng mà nói: "Tại sao có thể như vậy? Bước đầu tiên đã sai lầm rồi, khó trách về sau càng ngày càng khó, gần như khiến ta không thể đứng nhúc nhích được. Trường giang sóng sau, chết ở bờ cát." "Mỗi tử, hiện giờ mỗi có thể hoàn toàn xứng đáng tự xưng là thiên hạ thứ nhất cấm chế đại tông sư rồi." Diệp Húc hướng Phượng Yên Nhu từ đáy lòng mà tán thưởng nói: "Sư huynh, người quá khen, trong mỗi học cứu thiên nhân mới là thiên hạ đệ nhất cấm chế đại tông sư kìa." Phượng Yên Nhu khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sửa chữa sai lầm của hắn nói: "Cha muội, chỉ có điều nghiên cứu cách phá cấm thôi,
Trong thiên hạ này không có người có thể phá hư không đại cấm. Nếu là trang muội muốn đuổi theo chúng ta thì dễ dàng. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không có giải thích, thầm nghĩ. Yêu chủ cầm trong tay hà đồ cấm bảo bậc này vẫn chỉ có thể suy diễn đến đạo cấm chế thứ 83 thì không thể đi tiếp được, mà muội lại có thể tiếp tục đi trước. Sao lại chẳng phải là thiên hạ đệ nhất đây? Tu vi của yêu chủ thâm hậu vượt xa xa so với Phượng Yên Nhu, nghe được lời nói của nữ nhân cũng không giấu được sắc mặt đỏ bừng, thở dài thầm nghĩ. Nhà đầu này, trình độ cấm chế của con đã ở phía trên ta nhiều, đáng tiếc con còn không biết. Tuy nhiên nói gì thì nói, ta sao có thể chịu thua con được. Tên khốn Diệp Thiếu Bảo này nhất định là đã nhìn ra cái gì đó rồi. Yêu chủ đã đem cách đi qua mặt sau 16 đạo hư không đại cấm báo cho Phượng Yên Nhu biết, giảm cho Phượng Yên Nhu nhiều thời gian và tâm huyết tính toán. Qua thật lâu sau, bọn họ rốt cục bước lên đỉnh núi. Chỉ thấy phía trên tòa thánh sơn này cung khuyết điện trường chi chít như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Diệp Húc quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Các thánh địa đứng đầu hiện còn đang ở bên trong hư không đại cấm, khổ sở dãy giụa, khổ sở theo công thức tính toán để tìm ra một con đường đi. Thậm chí còn chưa đi đến một nửa lộ trình mà bọn họ đã đi tới đỉnh thánh sơn. Khoảng cách đến vị thang hoàng thượng cổ thánh hoàng này chỉ còn có một bước xa. Thông thiên tháp, kiến mộc, thông thiên chi lộ, bên trong thang hoàng lăng còn có bảo tàng cùng với triều ca cổ. Diệp Húc cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, những của cải này dường như có thể sờ tay vào được. Thánh hoàng, loại sinh khí nơi này giống như gió xuân ấm áp, giống như hơi thở càng thêm đồng đậm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thậm chí bọn họ nghe đến những tiếng này từ điện phủ ở chỗ sâu thẳm bên trong chuyển đến, tiếng tim đập nặng nề. Vị thánh hoàng từ xưa này dường như không có chết, thịt xương thân thể vẫn tản mát ra lực sinh mạng vô biên. Vu hoàng có thể sánh ngang với tiên nhân viễn cổ bình thường, mà thánh hoàng thì càng hùng mạnh hơn, hùng mạnh đến ngay cả vu hoàng cũng không thể nào mà đuổi kịp được. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu một đường đi đến, không quá bao lâu liền đi vào một tòa thánh điện ở phía trước. Chỉ thấy ở đỉnh đầu bọn họ 99 đạo long khí gào thét cuộn tròn rót vào bên trong tòa thánh điện này. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, đi đến trước cửa tòa thánh điện, nắm lấy vòng đồng ở trên cửa, đoang đoang gõ hai tiếng. Hắn cứ nói: "Xin hỏi trong điện có người không? Vi thần Diệp Thiếu Bảo xin yết kiến bệ hạ." Phượng Yên Nhu không ngừng cười ha hả, cũng trêu ghẹo mà nói: "Vi thần Phượng Yên Nhu thỉnh cầu bái kiến bệ hạ." Kẹt một tiếng, cửa đồng thánh điện đột nhiên mở rộng về hai bên, lộ ra một thông đạo ngọc bích, hơi thở mát tràn đến phả vào mặt hai người. Dường như thanh âm của bọn họ đã làm cho vị thượng cổ thánh hoàng này bừng tỉnh vậy. Tình hình này Diệp Húc không kịp liệu trước nên càng hoảng sợ. Hắn cười nói: "Muội à, muội có cảm thấy một luồng gió âm thổi qua không?" Phượng Yên Nhu nghe nói như thế, lòng nàng có phần sợ hãi, rụt đầu lại mờ mịt nói: "Không có, có âm phong thổi ra từ trong thánh điện hay sao?" "Ta cũng không có cảm giác được, chỉ là hỏi một câu thôi." Diệp Húc cười ha ha. Phượng Yên Nhu lườm hắn một cái, khiếp đảm nhìn cảnh trí trong thánh điện nhưng lại chẳng thấy gì cả, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. "Nếu như lát nữa thật sự có cương thi nhảy ra từ trong đấy, người ta có cần nhảy vào lòng Diệp sư huynh tìm an ủi không đây?" Bọn họ đứng ở cửa thánh điện chờ trong giây lát, Phượng Yên Nhu mãi không có nhìn thấy con cương thi nào nhảy ra, không khỏi có phần thất vọng. Diệp Húc hứng chí bừng bừng dẫn đầu đi vào thánh điện. Phượng Yên Nhu không dám ở một mình nên vội vàng đuổi theo. Hai người Diệp Húc đi vào trong thánh điện, chỉ thấy hai bên hành lang treo những bức bích họa. Hắn nhìn kỹ thì thấy bức bích họa thứ nhất là một con huyền điểu từ trên trời giáng xuống. Một cô gái có dung mạo xinh đẹp đứng cạnh huyền điểu, trong tay nâng một quả trứng huyền điểu lớn. Bức bích họa thứ hai cũng là trứng huyền điểu sinh ra một con non, hoa chân múa tay đầy vui thích. Cậu bé vừa ra đời đã có ngàn vạn đạo khí lành từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tầng bảo tháp 9 tầng. Đứa trẻ mới sinh này hẳn là thăng hoàng rồi. Thiên mệnh huyền điểu, hằng nhi sinh thương. Thì ra thủy tổ thăng hoàng của hoàng triều đại thương lại có lai lịch như thế này. Diệp Húc không khỏi hâm mộ, tán thưởng: "Không hổ là thánh hoàng thượng cổ, vừa ra đời chính là vũ sĩ, nguyên thần kết nối thiên đạo, đạt được bảo tháp 9 tầng. Loại chuyện này không biết khiến cho bao nhiêu người hâm mộ muốn chết đây." Phượng Yên Nhu đã ở cạnh hắn quan sát bức bích họa, nghe thấy vậy liền cười nói: "Những vị đại năng thời thượng cổ từ khi sinh ra đã có dị tượng từ trên trời giáng xuống cũng không hề ít đâu. Muội nghe phụ thân nói, tổ sư khai phái Hy Hoàng Oa Hoàng của Thiên Yêu Cung muội khi sinh ra cũng có thiên địa dị tượng, có long mã lưng cõng hà đồ xuất hiện trước mặt Hy Hoàng, có long quy lưng đeo lạc thư đưa đến trước mặt Oa Hoàng." Diệp Húc lắc đầu không thôi, cười khổ nói:
Khi ta sinh ra, sao không có mấy loại dị tượng này chứ? Ta chỉ thấy nghe mẹ ta kêu thôi. Phượng Yên Nhu le lưỡi, cười nói, người ta là thánh hoàng thượng cổ, hâm mộ không nổi đâu. Diệp Phúc xem lướt qua vài bức bích họa nữa, chỉ thấy đứa trẻ mới sinh trong tranh kia bắt đầu trưởng thành. Khi đó, Đại Hạ Hoàng Triều đã không còn thống trị thế giới vô hoang nghiêm ngặt nữa. Sự thống trị với các đại châu càng lúc càng yếu. Khi đó Đại Hạ Hoàng Triều đã chạy tới đường cùng, kiều đỉnh chấn áp số mệnh thiên địa đã mất đi 3, chỉ còn lại 6 chiếc. Mà vào lúc này, Thăng Hoàng Kiến Quốc đặt tên Đại Thương, còn có các chư hầu khác cất cứ tự xưng vương. Ngoài mặt thì phục tùng sự thống trị của Đại Hạ, nhưng trên thực tế họ đều là những vương quốc độc lập. Sau khi kiến quốc xong, thực lực quốc gia của Thăng Hoàng từ từ hưng thịnh, ngưng tụ ra ý chí bất tử của quốc gia, hóa thành huyền điểu. Lúc này, trời cao bỗng rạn nứt, hư ảnh của một vị thần nhân giáng xuống quốc đô Đại Thương. Sau đầu vị thần nhân này có 8 vòng công đức kim luân xoay vòng liên tục. Thăng Hoàng thấy ông ta vội quỳ lại dưới chân ông. Vị thần nhân này dường như truyền thụ cho Thăng Hoàng công pháp gì đó. Sau đó thần nhân giao cho Thăng Hoàng một chạc cây. Cả chạc cây nhìn như ngọc, được Thăng Hoàng trồng trong đế đô Triều Ca, bén rễ xuống đất, lại được Thăng Hoàng dùng thuần dương linh mạch bậc 9 tẩm bổ nên nó bắt đầu sinh trưởng. Chẳng lẽ đây chính là lai lịch của kiến mộc hay sao? Phượng Yên Nhu thất thanh nói. Diệp Phúc không rảnh nhìn lai lịch của kiến mộc mà nhìn chằm chằm vào bức bích họa có hình ảnh vị thần nhân truyền thụ cho Thăng Hoàng, trong lòng chấn động. Chư thiên thần vương công đức ấn, vị thần nhân này hẳn là đế khúc thần vương, cha của Thăng Hoàng, vị thủy tổ của toàn bộ Đại Thương Hoàng Triều. Khuôn mặt vị thần nhân kia mơ hồ không rõ, thủ thế ấn pháp của ông cũng chỉ có vài chảo, không thể nào nhìn rõ được chư thiên thần vương công đức ấn. Đầu óc Diệp Phúc điên cuồng hoạt động, mượn dùng hình ảnh không trọn vẹn kia để không ngừng suy tính chư thiên thần vương công đức ấn đầy. Ấn pháp mà đế khúc thần vương truyền thụ cho Thăng Hoàng có tổng cộng 9 thức. Trong 9 thức này, Diệp Phúc đã có được 3 thức, theo thứ tự là Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn và Quân Thiên Thần Vương Bất Động Ấn. Còn Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn thì không thuộc 9 thức ấn pháp này. 9 thức ấn pháp của Thăng Hoàng đối ứng với thiên giới hiện nay có tổng cộng 9 tầng, chia làm Trung ương Quân Thiên, Đông phương Thương Thiên, Đông bắc Mân Thiên, Bắc phương Huyền Thiên, Tây bắc Y Thiên, Tây phương Hạo Thiên, Tây Nam Chu Thiên, Nam phương Viêm Thiên và Đông Nam Dương Thiên. Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn giống như một mặt trời dâng lên, uy năng mênh mông, lấy người khác làm kiếp, diệt người khác để độ kiếp. U Thiên Thần Vương Độ Ác Ấn thì lại có ý cảnh xa xưa, như mặt trăng treo cao, phong ấn vạn vật thế gian, nắm hết vạn vật ở trong tay. Mà Quân Thiên Thần Vương Bất Động Ấn thì là trung ương bất không, tọa trấn quân thiên, tồn tại cùng thiên địa, có lực phòng ngự mạnh. Ba thức chư thiên thần vương công đức ấn này, mỗi một kiểu đều có đặc sắc riêng, có mặt độc đáo riêng, có thể nói là một trong những vô pháp mạnh nhất thế gian. Sau đầu Diệp Phúc khí thế mở ra, hóa thành một thế giới vô cùng vô tận. Mi tâm chấp lên, khiến thần niệm tuôn vào trong thế giới, hóa thành những phân thân đông nghịt, có khoảng gần 10 vạn người, ào ào mà nhộn nhịp. Trong thế giới của hắn, bóng người chấp lên, không ngừng thi triển các loại ấn pháp, nỗ lực suy diễn 6 thức chư thiên thần vương công đức ấn còn lại. Tu vi của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều khi còn ở Hạ Châu, thần niệm cũng trở nên mạnh hơn. Khi ở Hạ Châu, hắn chỉ có thể hóa ra 4-5 vạn thần niệm phân thân, mà nay hắn đã có thể hóa ra chừng 10 vạn phân thân. 10 vạn Diệp Phúc suy diễn chư thiên thần vương công đức ấn, thật quá hiệu suất, thanh thế quá to lớn. Dù là thế, Diệp Phúc cũng mất hơn 10 ngày mới suy tính ra được một thức ấn pháp trong đó. Thức ấn pháp này có tên là Huyền Thiên Thần Vương Hư Không Ấn. Thi triển ấn pháp, lấy công đức kim luân gia trì, thân thể nguyên thần, thiên địa pháp tướng đều dung nhập vào hư không, vạn pháp bất chiêm, vạn bảo bất thương. Lại qua 7 ngày, Diệp Phúc suy diễn thành công thức ấn pháp thứ hai, Thương Thiên Thần Vương Bất Tử Ấn. Ấn này thi triển khai chia làm hai mặt âm dương, mặt chính âm, mặt trái dương, sinh tử biến hóa, sự sống chết của kẻ khác đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn càng học được nhiều chư thiên thần vương công đức ấn, tốc độ suy diễn càng nhanh, lại một thức ấn pháp được hắn suy diễn ra. Thức ấn pháp này tên là Viêm Thiên Thần Vương Hủy Diệt Ấn. Ấn pháp triển khai làm cho người ta như rơi vào liệt hỏa địa ngục, mà diễm đốt người, thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thậm chí là tử phủ, thần thức, hồn phách đều bị liệt hỏa địa ngục dày vò, hủy diệt đi tinh thần ý chí, tàn phá thân thể nguyên thần, là một đạo ấn pháp rất tàn nhẫn. Tiếp theo, hắn lại suy tính ra Mân Thiên Thần Vương Trường Không Ấn. Đạo ấn pháp này không có lực công kích gì, chỉ làm cho người ta có tốc độ vô song, trong chớp mắt đi ngàn dặm, hoành khóa trường không, không ai có thể sánh bằng. Hai loại ấn pháp khác cũng được hắn suy diễn ra,
Hạo Thiên Thần Vương diệt tuyệt ấn, lực công kích mạnh, một ấn hạ xuống giống như hủy diệt thế giới, vạn vật diệt tuyệt, không có dù chỉ là một ngọn cây. Thế giới hóa thành hỗn độn, Chu Thiên Thần Vương vãng sinh ấn thì lại công kích thần thức hồn phách, một ấn đánh ra sẽ đánh nát hồn phách thần thức của đối phương, vãng sinh siêu độ. Kiểu đại ấn pháp của Chư Thiên Thần Vương công đức ấn cuối cùng cũng được hắn tập hợp đầy đủ, tập hợp vào một thân. Loại ấn pháp này vốn không phải là pháp môn của thế giới Vũ Hoàng, mà là thần vương chi pháp, khó trách Thang Hoàng có thể chinh chiến bốn phương, tiêu diệt đại hạ hoàng triều, thống nhất thiên hạ. Diệp Phúc có một cảm giác sâu sắc sự mạnh mẽ của Chư Thiên Thần Vương công đức ấn. Chính thức này tập trung vào một thân, hóa thành thần vương, có thể công ra, có thể thủ ra, gần như là đứng ở thế bất bại. Tỷ như khi thi triển hư không ấn là có thể dung nhập vào hư không, vừa có thể tránh né được công kích của kẻ địch, lại có thể ám sát đối thủ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có trường không ấn, loại ấn pháp tốc độ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc đi vạn dặm so với tốc độ phi hành của đại bàng yêu tộc còn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn của đại phạm âm lôi tự, đấu chiến thắng pháp mới có thể đánh đồng cùng môn pháp này. Học xong chiến loại ấn pháp này, nhân hoàng thánh chủ muốn giết ta cũng không có khả năng. Niềm tin của Diệp Phúc tăng lên nhiều, hắn thoáng nhìn thì thấy Phượng Yên Nhu vẫn ở bên cạnh hắn, chăm chú hộ pháp cho hắn, chứ không có rời đi, làm cho hắn rất cảm động. Hắn cười nói, muội muội, làm cho muội đợi lâu rồi. Phượng Yên Nhu đang định nói thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chấn động thiên vũ, thậm chí cả thánh sơn cũng rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt nàng hơi biến. Cương thi đi xa sao? Sao, cương thi gì cơ? Diệp Húc hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt cô gái này đỏ bừng lên, nàng lắc đầu. Không có gì. Tiếng động này truyền tới từ dưới chân núi, chẳng lẽ đám thánh chủ kia không nhịn nổi, cuối cùng định phá cấm hay sao? Diệp Húc và Phượng Yên Nhu vội vàng đi ra khỏi thánh điện, nhìn về phía phát ra tiếng nổ kia. Chỉ thấy lúc này, thánh chủ Hạ Gia, Hiên Viên Trường Phong cùng với các thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Lô Âm Tự, Thái Cực Tông, Âm Dương Tông, Thái Thượng Đạo Tông đã liên thủ cùng tế lên lô đỉnh của Hạ Gia đối kháng với đại cấm bên trong hư không. Khí thế của những vị thánh chủ này thật mạnh mẽ, liên tục phá tan 73 cấm chế, chống chịu công kích của 72 con cửu long có thể sánh với nhân hoàng kia. Bọn họ tiếp tục xông vào, khí thế như rồng, không thể địch nổi. Sức mạnh của thánh chủ chỉ một mình thôi là có thể chống chọi với vài vị nhân hoàng, mà những người này hợp lực tế cấm bảo của Hạ Gia lên, lấy cấm bảo uy áp đối kháng với đại cấm hư không, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian Diệp Phúc chuyên tâm nghiên cứu Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, những vị thánh chủ này đã đạt thành một loại hiệp nghị, hợp lực phá cấm, cùng xông vào thánh sơn thánh điện mưu đoạt thiên thể thăng hoàng. Chẳng qua đồng thời đối kháng với 72 con cửu long có thể sánh với nhân hoàng kia, dù là thánh chủ cũng có phần vất vả, tốc độ cũng dần chậm lại, nhưng vẫn vững bước đi tới thánh sơn, từng bước tới gần. Nếu các vị thánh chủ đi lên thánh sơn, đi vào thánh điện, e là tài phú trong thang hoàng lăng sẽ bị bọn họ vơ vét sạch sẽ, ta ngay cả một miếng cơm thừa canh cặn cũng không còn. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, vội vàng kéo tay Phượng Yên Nhu nhanh chóng chạy vào trong điện. Hắn nói, chúng ta đi thôi, đi đem tài phú trong thang hoàng lăng, thứ nào có thể mang đi thì lấy hết, không để lại thứ gì. Hắn lại đi đến trước bích họa trong hành lang, chợt thoáng thấy chạc cây toàn thân như ngọc của đế khốc thần vương giao cho thang hoàng kia, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn tế nguyên thần của mình lên, chỉ thấy ngọc thụ bay múa, hàng tỷ đạo huyền khí từ cành lá buông xuống, mà trong cốc rễ lại tràn ngập từng đạo hoàng khí. Hắn nói, Yên Nhu, muội mau xem chạc cây kia và nguyên thần của ta, có phải chúng có vài phần tương tự hay không đây? Đến nay tu luyện của Giới Phúc đã đạt tam tương cảnh, bước vào địa tương kỳ. Nguyên thần so với trước kia lại càng lớn hơn, càng mạnh hơn, càng cường đại hơn. Phượng Yên Nhu cẩn thận đánh giá, nàng cười nói, quả thật có vài phần giống nhau, chẳng lẽ nguyên thần của Diệp sư huynh chính là kiến mộc hay sao? Diệp Phúc lắc đầu, nghi hoặc nói, kiến mộc của đại thương chính là thứ độc nhất vô nhị bên trong thiên hạ này. Cây kiến mộc này chưa chết, nguyên thần của nó làm sao có thể phân giải, dung nhập vào cơ thể của ta được? Nguyên thần của vô sĩ chính là nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của cường nhân thượng cổ, giải rác trong thiên hạ, dung nhập vào cơ thể người, do đó mà hình thành nguyên thần. Đây là nguồn gốc của thế giới Vu Hoàng. Nếu như kiến mộc đại thương quả thật là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian, vậy thì nguyên thần của Diệp Phúc không thể là kiến mộc, bởi vì kiến mộc vẫn đứng sừng sững trong thông thiên tháp tại đế đô Triều Ca, mặc dù đã bị đương kim thiên đế đánh gãy một nửa nhưng vẫn không hề chết. Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt cười nói, đế doanh thần vương chiết một nhánh cây giao cho thăng hoàng,
thang hoàng trồng những cây này xuống mới lớn lên thành một kiện. Lẽ nào là kiện mộc trên thiên giới bị tổn hại, nguyên thần của sư huynh liền thành nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của cây kiến mộc đó sao? Diệp Phúc cũng cảm thấy lời của nàng rất có lý, nhưng vẫn còn một chỗ nói không rõ, đó chính là ngọc lầu của hắn. Bên trong ngọc lầu cũng có một cây giống hệt như ngọc thụ. Cây ngọc thụ này không giống với nguyên thần, là ở chỗ nó tồn tại thực chất, thực thể, luôn luôn không ngừng sinh trưởng. Cây ngọc thụ này từ khi sinh ra vốn là một mầm non, sau này mới lớn thành cây cao, lấp trời. Nếu như là kiến mộc thiên giới tổn hại, nguyên thần của hắn chính là nguyên thần và mảnh vỡ tinh hồn của kiến mộc thiên giới, vậy thì cây ngọc thụ trong ngọc lầu là từ đâu mà có? Hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Lai lịch của ngọc lâu thần bí, người khác đều là của thiên đạo ban tặng, ngay cả là vị thượng cổ thánh hoàng thang hoàng này cũng là sau khi sinh ra liền nhận được bảo vật ban tặng. Còn ngọc lâu của hắn là sau khi sinh ra liền đã nhận đã có. Thậm chí ngay cả ngọc lâu của thiên đạo ban tặng cũng đều bị đánh cho dập nát. Mặc dù Diệp Phúc đã là chùm sò của tam tương cảnh địa tương kỳ, thực lực càng cường mạnh, có thể so sánh với tôn vương, đại minh tôn vương, nhưng đối với ngọc lầu và ngọc thụ ở bên trong lại vẫn không có hề có một chút manh mối nào. Diệp Phúc nén lại nghi hoặc trong lòng, nhìn lại cảnh tượng chư thiên thần vương công đức ấn mà đế dự truyền lại cho thăng hoàng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hung quang, thầm nghĩ: ta có thể từ trong những bích họa này lĩnh ngộ ra chư thiên thần vương công đức ấn. Tiểu quang minh thánh địa có công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, nó không chừng có thể ngộ ra môn ấn pháp này, chi bằng đem bích họa này hủy diệt đi triệt để. Hắn nghĩ đến đây, đang định ra tay, lại do dự một chút, không để ý đến những bức bích họa này, tiếp tục đi lên phía trước, thầm nghĩ: ta làm sao có thể làm nghĩ như vậy được? Chư thiên thần vương công đức cấn của ta vốn là được tiền nhân lưu truyền cho, nếu như hủy đi môn cấm pháp này, tâm huyết của tiền nhân liền bị hủy hoại ở trong tay ta rồi. Hay là giữ lại những bích họa này, không chừng sau này có vị vu sĩ nào đó đến đây cũng có thể từ trong bích họa lĩnh ngộ ra ảo diệu của chư thiên thần vương công đức cấn. Trên hành lang, những bích họa ca tụng thăng hoàng thoáng tràn ngập qua. Thăng hoàng sau khi đạt được chư thiên thần vương công đức ấn, thực lực tiến bộ, tu thành vô hoàng, dẫn quân đi diệt Cát Châu, Vi Châu, Cố Châu, Côn Ngô và Đại Châu. Cơ hồ ngoài trung thổ thần châu ra, tất cả các đại châu hải ngoại khác đều lần lượt hàng phục, trở thành cương vực của đại thương. Mà đến lúc này, thăng hoàng vẫn không đối phó với hoàng triều đại hạ ở trung thổ thần châu, bởi vì kiệt hoàng đại hạ thực lực mạnh mẽ, lại có được 6 cấm bảo đỉnh cao. Mãi đến khi tu vi của hắn đạt đến Á Hoàng đỉnh cao mới ra tay với hoàng triều đại hạ, thống lĩnh 3.000 đại châu, 3.000 chư hầu, công phá trung thổ thần châu, thống nhất vô hoàng. Bởi vì hoàng tộc đại thương đại hạ đều là huyết mạch của thiên đế hiên viên, nên tăng hoàng không hề ra tay tàn nhẫn với hạ gia khiến đại hạ hủy diệt, mà chỉ đem hoàng tộc đại hạ lưu đày đến Trung Châu, ước pháp tam chương, yêu cầu hạ gia mãi mãi không được ra khỏi Trung Châu nửa bước. Diệp Phúc cưỡi ngựa xem hoa, lướt nhìn toàn bộ bích họa. Trong những bích họa này, thậm chí còn ghi chép cảnh tượng thăng hoàng đánh phá chín đỉnh của hạ gia, khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ. Nhưng cái khiến cho Diệp Phúc cảm thấy kỳ lạ chính là thăng hoàng tay không phá chín đỉnh, không hề dùng bất kỳ vu bảo nào. Phải biết rằng trong chín đỉnh của hạ gia có 6 đỉnh đều là cấm bảo, 3 tòa đỉnh khác là thiên địa dương, mặc dù bị mất trộm nhưng cũng là bảo vật đứng đầu của vua hoàng. Nếu là chín đỉnh hoàn chỉnh hợp lại là một, chính là bảo vật nhân hoàng thánh bảo, có thể chấn giữ toàn bộ thế giới vua hoàng 3.000 lục địa. Cho dù là ba đỉnh thiên địa dương bị mất, nhưng 6 tòa cấm bảo cộng thêm 3 bộ bảo vật nhân hoàng, uy năng kết hợp với nhau, sợ rằng so với bảo vật thánh hoàng cũng không kém là bao. Thánh hoàng ra tay, tay không tức sắt đánh bại kiệt hoàng, điều này có thể chứng minh thực lực tu vi của hắn mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời cũng chứng minh thân thể của hắn so với bảo vật thánh hoàng không kém là bao nhiêu. Ta biết rồi, thăng hoàng nhất định là đã đem cơ thể của mình luyện thành thánh bảo, bảo vật thánh hoàng. Ánh mắt Diệp Phúc chớp động, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Thân thể của vua hoàng cho dù mạnh mẽ dị thường như vậy, nhưng khi đối mặt với kiệt hoàng, vị quốc chủ của đại hạ này lại có thêm 9 đỉnh hợp nhất, thân thể của vua hoàng rất dễ bị đánh nát, thậm chí có thể đánh cho cả hồn thần đều bị hủy diệt. Nhưng thăng hoàng lúc đó lại tay không tức sắt đối chiến với kiệt hoàng và 9 đỉnh của đại hạ, lại vẫn có thể đánh bại lưu đày kiệt hoàng. Có thể thấy thân thể của hắn lúc đó đã gần kề đến cấp bậc bảo vật thánh hoàng. Lấy địa vị của thăng hoàng khi đó, thống nhất 3.000 đại châu, luyện chế một bộ cấm bảo hoàn toàn không khó. Nhưng hắn không hề chế luyện bất kỳ bảo vật nào, điều này rõ ràng chứng minh hắn đang chế luyện thân thể của chính mình, đem thân thể của mình luyện thành thứ có thể chống lại sự tồn tại của chính đỉnh hạ gia. Thân thể của thăng hoàng chính là bảo vật thánh hoàng,
Trên thế gian lúc bấy giờ không một ai có thể phá vỡ thân thể của hắn, không thể lấy được máu của hắn. Tại sao Huyền Điều vẫn phải báo cho thiên hạ, khiến cao thủ thiên hạ tụ tập lại lấy máu của Thăng Hoàng, dùng máu Thăng Hoàng tưới cho Kiến Mộc đây? Bước đi của Diệp Húc dần chậm lại, nhíu mày thật sâu. Huyền Điều nói dùng máu Thăng Hoàng tưới cho Kiến Mộc có thể làm Kiến Mộc sinh trưởng, mở ra con đường thông thiên, tiến vào thiên giới. Đến nay hắn lại có vài phần nghi ngờ. Thân thể của Thăng Hoàng là bảo vật Thánh Hoàng, ngay cả cấm bảo trong tay Vu Hoàng cũng không cách nào đánh phá thân thể lấy máu Thăng Hoàng. Có thể nói đương thế bây giờ không một ai có thể đánh phá thân thể của Thăng Hoàng, lại càng không có ai có thể lấy được máu của Thăng Hoàng. Không chỉ như vậy, Diệp Phúc thậm chí hoài nghi liệu Kiến Mộc có cần được tí máu của Thăng Hoàng hay không. Đế Dự Thần Vương giao nhánh cây này cho Thăng Hoàng, Thăng Hoàng trồng xuống là dùng linh khí để tưới mới lớn thành kiện mộc. Còn về việc Thăng Hoàng có huyết mạch đế học, chỉ có dùng huyết mạch tưới mới khiến cho Kiến Mộc trưởng thành, đây rõ ràng là trò cười. Thăng Hoàng làm sao có thể dùng máu của bản thân đi nuôi tưới Kiến Mộc? Đế Dự Thần Vương lại càng không thể. Còn chim ngốc này rốt cuộc muốn làm gì đây? Dưới chân núi Thánh Sơn, đám người Thánh Chủ Hạ Gia đã tiến công vào hơn 80 đạo cấm chế trên không. Bọn họ tế khởi lôi đỉnh, hơn 80 con cự long lẩn quẩn quanh lôi đỉnh, không ngừng oanh kích, chấn động đến mức các vị Thánh Chủ Thánh Địa với các cao thủ tam bất trật cảnh vất vả gấp bội. Những người này đi đến nơi đây cuối cùng cũng cảm thấy gian khổ, phải đối phó với công kích của hơn 80 vị nhân hoàng. Bọn họ dường như khó có mà chịu đựng được. Yêu chủ, người cũng bị vây ở đây, sao cũng không cùng chúng ta liên kết lại, cùng nhau xông qua 99 đại cấm chế trên không này. Đám người Thánh Chủ Hạ Gia từng chút hướng Thánh Chủ Thiên Yêu Cung tiếp cận. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, lại khó chống đỡ với đại cấm. Hiên Viên Trường Phong cao giọng nói: có ngài, vị đại tông sư cấm chế giúp đỡ, chúng tôi xông qua đại cấm tất nhiên sẽ không có nhiều khó khăn. Yêu chủ nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ dừng bước ở đây là bởi vì đã đi đến tuyệt cảnh, hơi động một chút liền có thể dẫn đến tấn công từ 83 con cửa long của nhân hoàng. Bằng thực lực của hắn, cho dù tế khởi cấm bảo cũng sẽ bị cấm chế kinh hoàng như vậy oanh tạc thành cặn bã, chỉ đành phải nhốt tại đây, không có cách nào khác. Đợi cho lôi đỉnh của Hạ Gia đến, hắn mới tiến vào trong lôi đỉnh. Hắn cười nói: xông qua đại cấm hư không kỳ thực không khó, các vị chỉ cần đi theo chỉ bảo của ta là có thể không cần đếm xỉa đến những đại cấm còn lại, dễ như trở bàn tay tiến vào Thánh Điện Thăng Hoàng. Mọi người tinh thần phấn chấn hẳn lên, theo chỉ điểm của hắn quả nhiên thoát khỏi từng đạo đại cấm. Các vị thánh chủ vượt qua tấn công của 83 con cự long, dần dần leo lên thánh sơn tiếp cận thánh điện. Bảo Quang đại thiền sư mặt đầy Phật quang như có gió xuân cười nói: từ lâu đã nghe yêu chủ nghiên cứu thiên nhân chính là thiên hạ đệ nhất đại tông sư cấm chế, đến nay được thấy quả nhiên phi phàm, phi phàm. Sắc mặt yêu chủ thoáng đỏ, trong mắt hiện lên một tia ác ý, thầm nghĩ: lão lửa ngốc Bảo Quang này rõ ràng biết Phượng Nhi cùng tên tiểu tử Diệp Phúc đã trước ta một bước vượt qua đại cấm tiến vào thánh điện, còn cố tình nói ta là đệ nhất đại tông sư cấm chế, rõ ràng là giễu cợt ta mà. Lão lửa ngốc này chi bằng cho hắn xem một chút bản lĩnh vậy. Yêu chủ chính là thánh chủ yêu tộc vui giận thất thường, Bảo Quang là khen tặng, hắn lại cho rằng châm chọc, không kìm nổi lòng tức giận. Không biết từ lúc nào bọn họ đã đi đến đại cấm thứ 98 thượng lộ Bình An, nhưng ngay vào lúc này chỉ thấy bóng người lay động, yêu chủ đột ngột từ lôi đỉnh xông ra, bước chân quỷ dị liên tiếp đạp lên bậc thềm, lao đi 3-4 dặm tiến lên đỉnh của thánh sơn, để lại đám người thánh chủ ngơ ngác nhìn nhau không dám chuyển động một bước. Yêu chủ, ngươi từng bị nhốt trong đại cấm hư không? Nếu không phải bọn ta cứu thoát, ngươi sao có thể rời khỏi đó được? Thánh chủ Hạ Gia dần giữ mặt cười, phẫn nộ nói: yêu chủ, người lại oán trả ân, không xứng quân tử. Bảo Quang đại thiền sư tức giận nói. Thánh chủ Thiên Đô Cung cười ha hả như ngọc thụ đón gió, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cười nói: các ngươi cứu thoát ta, ta giúp các ngươi đi qua 15 đại cấm còn lại, xem như đã báo ơn rồi, hai bên không ai nợ ai, lấy đâu ra lễ oán trả ơn đây? Hắn cười lại một tiếng, tự phụ đến cực điểm, mỉm cười mà nói: nếu ta thật sự lấy oán trả ơn thì ta đã bày thêm cấm chế mới trong những đại cấm này rồi, đem tất cả đại cấm cùng nhau mà khởi động, các người hễ nhúc nhích thôi liền bị 99 con cự long trực tiếp giết chết, lẽ nào các người muốn ta bày ra cấm chế hay sao? Mọi người chán đổ mồ hôi hột, biết rằng hắn nói tuyệt đối không phải phóng đại. Người này vui giận thất thường, cái mọi người cho là đúng hắn rất có thể nghĩ là sai, mọi người nghĩ là sai hắn lại cố tình cho rằng đúng, không thể làm theo lẽ thường được. Thánh chủ Thái Thượng Đạo Tông cười nói:
Những bước đi vừa rồi của hắn ta đều đã ghi nhớ lại. Mọi người đi theo ta chắc chắn sẽ không tiếp xúc đại cấm hư không thứ 99. Tinh thần của mọi người lại hưng phấn lên, theo hắn đi về phía trước. Bọn họ vừa mới bước ra một bước, chỉ nghe một tiếng vang ầm trên không, một con cự long thò đầu ra ngoài. Mau lên, một mạch xông lên đỉnh núi mới có thể thoát khỏi đại cấm này. Mọi người không bất chấp tông chủ thái thượng đạo tông, toàn lực thôi động lôi đỉnh, hết sức tiến trước lao lên. Cuối cùng bọn họ nhiều lần trải qua trăm nghìn khổ cực, lao lên đỉnh thánh sơn. Nhất tề oẹ ra máu, lập tức ngồi xuống điều hòa khí tức. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu lúc này đã vào sâu bên trong các điện của Thang Hoàng Lăng. Hơi thở của các thánh hoàng dần dần mạnh lên. Mặc dù thánh lâu không có loại hơi thở kinh thiên động địa chấn áp tất cả như vua hoàng, nhưng thánh hoàng suy cho cùng cũng là thánh hoàng. Hơi thở áp bách làm cho bọn họ chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Có điều so sánh với loại sát khí từng bước qua bàn hoàng lăng kia, cảm giác Thang Hoàng Lăng đem lại cho Diệp Húc vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Ngoại trừ đại cấm hư không đi qua khá không dễ dàng, những cái khác cũng đều không thể nói chơi. Ngoài công lao của Phượng Yên Nhu, còn có công lao của các thánh chủ các đại thánh địa khác nữa. Các thánh chủ này tiến vào Long Mạch, trên đường đi phá cấm chế, đem tất cả cấm chế hùng mạnh đều quét dọn sạch sẽ. Điều này mới khiến cho hắn có thể tiến vào nơi hàng chục vạn năm nay chưa có một ai từng đến như này. Hơi thở thánh hoàng càng ngày càng mạnh, Diệp Húc cuối cùng cũng đi vào nơi sâu trong thánh điện, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Thậm chí ngay cả Phượng Yên Nhu cũng ngừng thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy ở phía trước bọn họ là một biển linh khí nồng đậm vô bờ. Loại linh khí này không phải là tinh minh linh khí, cũng không phải là thần dương linh khí, mà là một loại linh khí kỳ lạ, nồng đậm như sữa bò. Hít nhẹ một hơi, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ hồ như đang cất cánh bay lên trên trời. Năng lượng cất chứa bên trong loại linh khí này vượt xa kiểu giai thuần dương linh khí, là gấp hàng nghìn lần thuần dương linh khí. Hít dài một hơi liền khiến cho người ta cảm thấy mình giống như phải chống đỡ với nguồn năng lượng bị dư thừa vậy. Là tiên linh khí, Diệp Húc lẩm bẩm nói. Đây chắc chắn là tiên linh khí, chỉ có ở cửu đại thiên giới. Phía trên đại dương mênh mông được hình thành từ tiên linh khí này trôi nổi từng tòa lục địa. Diệp Húc rất nhanh từ trong số đó nhìn ra trung thổ thần châu, lập tức tìm được lục địa Hạ Châu, còn có lục địa Côn Ngô, lục địa Lương Phường. Tất cả các đại châu trong biển tiên linh sắp xếp dựa theo 3.000 đại châu hình thành một mảnh thế giới vô hoang mênh mông bát ngát. Rất nhiều nơi Diệp Húc thậm chí đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là từng đi qua. Đây là bản đồ địa lý của 3.000 đại châu. Trên mỗi một tòa đại lục đều có rất nhiều điểm màu. Đại lục có điểm vàng nhiều nhất chính là Trung Thổ Thần Châu, có đến hàng ngàn điểm. Các đại lục khác thì lại thưa thớt lác đác. Đại lục nào nhiều thì 3-5 điểm, có đại lục lại chỉ có một điểm duy nhất. Không biết những điểm vàng này rốt cuộc là để chỉ cái gì. Diệp Húc tìm thấy Trung Thổ Thần Châu, cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy tòa đại lục trước mắt hắn đột nhiên dường như biến thành vô cùng hùng vĩ, vô cùng to lớn, giống như thật sự biến thành Trung Thổ Thần Châu. Nước chảy non sông, thành quách thôn trang sừng sững trước mắt, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ cũng đều rõ ràng vô cùng. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là bản đồ địa lý tòa Trung Thổ Thần Châu này hẳn là vu bảo luyện thành từ thời đại Thăng Hoàng, nhưng dấu mốc lại là của địa lý hiện đại. Hàng chục nghìn năm nay, Trung Thổ Thần Châu thời Thăng Hoàng so với hiện tại đã là một trời một vực, nhưng những dấu mốc địa lý trong Trung Thổ Thần Châu so với hiện tại lại giống nhau như đúc vậy. Hắn thậm chí còn nhìn thấy dãy núi lĩnh Tây bị mình đánh cho nứt toác, còn có thánh địa Quan Tinh Phong của mình, thậm chí còn có thể nhìn thấy cung Nghệ Hoàng Kim Tiễn chấn áp vận khí ở trong thánh địa Quan Tinh Phong. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ những điểm sáng kia rốt cuộc là cái gì. Những điểm sáng đó không ngờ là chính là từng sợi kiểu giai thuần dương linh mạch có màu vàng như cự long. Từng sợi kiểu giai thuần dương linh mạch xuất hiện trong bản đồ địa lý non sông của Trung Thổ Thần Châu. Diệp Húc tìm thấy kiểu giai thuần dương linh mạch của Quan Tinh Phong và Hoàng Tuyển Ma Tông. Linh mạch của Hoàng Tuyển Ma Tông tổng cộng có 4 sợi, 3 sợi trong đó chấn áp trong thiên bản luân hồi, còn 1 sợi lại nằm ở trong linh cấm đại đỉnh nơi Hầu Nhân Vực sinh sống. Hầu Nhân Vực người này chính là thân thể ngũ hành, ẩn giấu tài năng. Diệp Húc nếu như không gặp được bảo vật này thì sẽ tuyệt đối không thể biết được người này cư nhiên lại có mệnh khí lớn như vậy. Không ngờ lại đạt được một sợi kiểu giai thuần dương linh mạch. Sợi kiểu giai thuần dương linh mạch này sở dĩ không bộc lộ ra, có lẽ là vì bị Hầu Nhân Vực phong ấn, khiến người ta không có cách nào cảm nhận được hơi thở của linh mạch. Hắn còn nhìn thấy số lượng long mạch ở các thánh địa khác. Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu giai thuần dương linh mạch chưa từng bị người phát hiện, ẩn nấp sâu trong đại địa, không ngừng di chuyển. Nhưng trong bản đồ địa lý tòa Trung Thổ Thần Châu này lại có thể nhìn thấy rõ ràng, dường như có thể chạm tay vào được. Đây quả thực là một bức bảo đồ. À không,
nên là một bức trọng báo thống trị thế giới vô hoàng mới phải. Diệp Húc hoàn toàn bị làm cho kinh sợ. Thang Hoàng tạo ra 3.000 đại lục hẳn là để Hoàng Triều Đại Thương có thể thống trị thế giới vô hoàng càng tốt hơn. Bức bản đồ địa lý non sông này có thể truy tìm nguồn gốc về thế giới non sông. Biến hóa cơ bản nhất của địa lý phân nửa đã hợp cùng với địa khí của thế giới vô hoang. Nếu có chỗ nào xuất hiện chiến hỏa, liền lập tức sẽ được Thang Hoàng phát hiện. Bất luận nơi nào trên 3.000 đại lục phát sinh biến cố đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Thang Hoàng. Cho dù là một cành hoa nở rộ, một nhánh cỏ non trổ lên mặt đất đều sẽ hiện lên bản đồ địa lý vô cùng rõ ràng, nhìn rõ một vậy. Càng mấu chốt hơn chính là có được bảo vật này, Hoàng Triều Đại Thương liền có thể tụ tập tất cả của cải trong thiên hạ, đem của cải toàn thế giới hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Không có bất kỳ một thánh địa nào có thể chống lại một hoàng triều như vậy. Nếu như thánh địa nào chiếm cứ quá nhiều của cải, liền lập tức bị Thăng Hoàng phát hiện, tiến tới làm suy yếu thực lực của thánh địa đó, duy trì địa vị thống trị tuyệt đối của Hoàng Triều Thăng Hoàng. Qua rất lâu sau, Diệp Phúc cuối cùng cũng áp chế được kinh sợ trong lòng, từ từ khạc ra một ngụm khí bẩn, tinh quang trong mắt bạo phát. Bức bản đồ địa lý non sông này tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác được, nếu không sẽ mang lại cho thế giới vô hoang một tai nạn khủng khiếp, thậm chí sẽ tạo nên một hoàng triều thống nhất kìa. Bản đồ địa lý non sông 3.000 đại châu là một gia tài không thể tưởng tượng nổi, so với tiên linh khí còn hơn gấp nghìn lần. Diệp Phúc lúc này tới khởi ngọc lầu, đưa tay ra đem 3.000 đại lục hung hăng bắt xuống. Hắn một nắm bắt được hơn 10 tòa đại lục trong đấy, chạm tay vào lại cảm thấy vô cùng mềm mại, dùng sức nâng lên chỉ thấy toàn bộ 3.000 đại lục đều bị hắn nhấc bổng. 3.000 đại lục này không ngờ lại được thêu trên một tấm lụa mỏng, tấm lụa lơ lửng bên trên tiên linh khí nhẹ như sợi bông, tính chất trong suốt, dễ dàng không thể nhận ra. Diệp Húc đem tấm lụa theo bản đồ địa lý non sông này thu lại, cẩn thận cất vào trong ngọc lâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói: "Tiểu muội, những tiên linh khí này muội đem thu hết lại đi, đối với tu vi của muội rất có ích lợi, có thể giúp cho muội rất nhanh luyện thành thiên địa pháp tướng, tiến vào tam bất diệt cảnh." Cẩm Tú Sơn trên đồ không phải là cấm bảo, mà hơn cả cấm bảo, chỉ cần theo bản đồ mà tìm kiếm lần có thể tìm thấy kiểu giai thần dương linh mạch vô chủ, cùng với số lượng bảo vật đếm không hết. Diệp Phúc tu thành chư thiên thần vương công đức ấn, tìm được tấm mặt đồ gấm vóc non sông này đã là niềm vui không ngờ, không còn mong muốn nào khác. Cho dù chất lượng của tiên linh mao vượt xa kiểu giai thần dương linh mạch, nhưng hắn một chút cũng không hề để tâm. Phượng Yên Nhu mặc dù cũng biết chất lượng của tiên linh khí tốt không thể tưởng tượng nổi, có thể giúp ích cho tu vi của mình, nhưng lại khước từ nói: "Sư huynh, huynh tu luyện cần nhiều linh khí hơn, hay là..." Diệp Phúc chen ngang lời nàng, hắn cười nói: "Cái ta đạt được đã quá nhiều rồi, hơn nữa tiên linh khí tuy tốt, nhưng ta cũng có linh khí không thua kém nó đâu. Tốc độ tu luyện hoàn toàn không chậm hơn so với tiên linh khí. Chỗ tiên linh khí này, mỗi cứ thu lại đi." Phượng Yên Nhu không từ chối nữa, lúc này lấy ra một quả hồ lô, mở nắp miệng hồ lô ra, tế khởi lên giữa không trung. Chỉ thấy từ miệng hồ lô một sức hút khủng khiếp truyền đến, giống như gió cuốn mây tan, đem tiên linh khí hút vào bên trong hồ lô của nàng. Qua một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng đem toàn bộ tiên linh khí thu vào bên trong hồ lô. Hồ lô cơ hồ không thể tế khởi được nữa, run rẩy từ trong không trung rơi xuống. Nàng vội vàng thu lại bảo hồ lô, trong lòng có chút hoảng sợ. Nàng hiện giờ đã là đại vu đỉnh cao tam tương cảnh, pháp tương kỳ, có thể nói là đầu sỏ, tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân, tu thành 33 tôn nữ thiên đế pháp tướng. Luận tu vi hùng hậu có thể sánh ngang với đầu sỏ thiên địa pháp tướng, mà không ngờ lại vô phương tế khởi quả hồ lô này. Có thể thấy khí tiên linh ở bên trong là nặng nề ra sao. Nếu như nàng có thể đem toàn bộ tiên linh khí luyện hóa, hóa thành tu vi của bản thân, tu thành thiên địa pháp tướng, tiến vào thân thể bất diệt kỳ, tuyệt đối không thể nói chơi. "Đợi đến khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp Yên Nhu tiểu muội tìm vài sợi kiểu giai thần dương linh mạch, để muội ấy an tâm tu luyện lên cảnh giới vô hoàng." Diệp Phúc thầm nói: "Kiểu tìm mấy sợi kiểu giai thần dương linh mạch tặng người này, sợ rằng đến cả ứng tông đạo cũng không dám nói ra khỏi mồm." Có điều Diệp Phúc đạt được tấm cựu cẩm tú sơn xuyên đồ, nói ra lời này cũng là lẽ đương nhiên. Tiên linh khí tiêu tán, lộ ra toàn cảnh tòa đại sảnh, chỉ thấy bên trong đại sảnh còn có một tòa ngọc đài, bày ra 3 cái thạch đôn. Trên ngọc đài có cờ có sách, hẳn là những vật dụng cũ Thăng Hoàng từng dùng, được bày ra ở nơi đây kỷ niệm vị thánh hoàng này. Ngoài ra còn có các loại đồ vật hoàng gia như bình phong, hoa cái, ghế rồng. Diệp Phúc nhìn cũng không nhìn, liền thu hồi hết thảy. Những đồ vật này đều là bảo vật, rất nhiều đều là bảo vật bất diệt, còn có mấy cái là bảo vật thánh hoàng, nhưng đều bị áp chế uy năng, so với những vật bình thường là độc nhất vô nhị, trở thành dụng cụ sử dụng thường ngày của Thăng Hoàng. Nhưng chỉ cần hơi ra kích,
thôi động uy năng, uy lực của những bảo vật này liền bày hiện, chắc chắn uy năng vô cùng. Diệp Phúc dựa theo quy tắc của những nơi đi qua, không bỏ sót một ngọn cỏ, nhanh chóng lục quanh một vòng đại sảnh, cố gắng không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào, bất kỳ một đồ vật. Phượng Yên Nhu thấy hắn định đem cột đồng trong đại sảnh lấy xuống, nhét vào trong ngọc lâu của mình, mới cười nói: "Sư huynh, phía trước còn có đồ càng tốt hơn, hà tất phải lãng phí thời gian ở đây như vậy?" Muội nói cũng có lý. Diệp Húc hào hứng thích thú, khiêng chiếc cột đồng lên, nhét vào trong bảo lâu, kéo nàng phóng lên phía trước. Đường đi bên trong thánh điện rất phức tạp, khiến người ta khó mà phân biệt phương hướng. Có điều, trên khoảng không đại điện có từng đường long khí lao nhanh, chỉ cần thuận theo long khí mà đi, liền có thể tìm được Thăng Hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này. Bọn họ càn quét trên đường, nhanh chóng tiếp cận nơi chôn cất Thăng Hoàng. Còn vào lúc này, các vị thánh chủ hạ gia cuối cùng cũng điều tức xong, nối tiếp nhau đi vào trong thánh. Bọn họ đã vượt qua 99 đạo cấm chế hư không, vốn dĩ đồng tâm hiệp lực, quan hệ hòa thuận, nhưng lúc này đến được thánh điện, quan hệ nhất thời trở nên tinh tế, thậm chí mơ hồ sản sinh ra địch ý. Bên trong thánh điện, khẳng định bảo vật vô cùng, lúc này các chủ của các đại thánh địa đã từ hợp tác biến thành cạnh tranh, lộ ra một chút địch ý là điều tự nhiên. Đế đốc thần vương truyền đạo đồ. Thánh chủ Tiểu Quang Minh thánh địa, Ngọc Chân đại sư vốn dĩ thần khí điềm đạm, dường như đối với bảo vật trong Thăng Hoàng Lăng không hề để ý. Đột nhiên nhìn thấy bức họa Đế đốc thần vương truyền thụ cho Thăng Hoàng chư thiên thần vương công đức cấn, bạo quang trong mắt không khỏi bộc phát. Leng keng một tiếng, hiện ra của Phật Kim Thân đưa tay chụp tới bích họa, rắc một tiếng, nhấc cả bức tường lên, nhanh chóng thu vào bên trong bảo tháp, cứ như có người muốn cướp đoạt với hắn vậy. Hắn luyện tập công đức kim luân, luyện bảo diệu quyết, mắt vừa mới quét qua bích họa, liền biết ngay những bích họa này ghi chép trọn vẹn ấn pháp, chính là tuyệt diệu ứng dụng của công đức kim luân, có thể phát ra uy năng to lớn, tuyệt đối là vô pháp của cấp thần vương. Mấy bức họa này lại là nói về Thăng Hoàng diệt đại hạ. Từ nội dung bích họa mà xem xét, nó không chừng có thể lĩnh ngộ ra phương pháp khắc chế cửu đỉnh của hạ gia kìa. Tông chủ Thái Cực Tông lướt thánh chủ hạ gia một cái, ý vị thâm trường mà nói. Thánh chủ hạ gia tức giận hừ một tiếng, giơ tay chụp lấy bích họa. Cũng vào lúc này lại có 6 cánh tay khác đồng thời tóm đến, chính là thánh chủ của 6 thánh địa khác đồng thời ra tay, định lấy bích họa làm của riêng, nghiền ngẫm cách phá cửu đỉnh của hạ gia. Tay của 7 người va chạm giữa không trung, 7 vị thánh chủ nhất loạt kêu lên một tiếng đau đớn. Thực lực của nhân hoàng đỉnh cao bộc phát, dư chấn chấn động đến mức ngoài các thánh chủ ra, tất cả mọi người đều thất khiếu chảy máu, sụ lơ ngã xuống mặt đất, cơ hồ như chết ngất. Đến cả những đại vu đỉnh cao tam bất diệt cảnh cũng vô phương chống đỡ loại công kích này. Thánh chủ hạ gia cười lạnh một tiếng, tế khởi lôi đỉnh chặn lại 6 vị thánh chủ khác, lại xuất ra một trường đánh vỡ tất cả bích họa. Những bích họa này ngay cả Diệp Phúc cũng không đỡ hủy đi, dự định giữ lại cho hậu nhân. Yêu chủ đi qua nơi đây cũng không hề tổn hại đến những bích họa này. Không ngờ đến nay, những bích họa này lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay các thánh chủ. 6 vị thánh chủ khác thế thế cũng không ra tay nữa, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Hạ gia sở dĩ có thể đứng vững không ngã chính là dựa vào kiều đỉnh này. Bên trong kiều đỉnh cất chứa 9 đại cấm pháp, lần lượt áp chế thiên địa, âm dương, phong hỏa, sơn, thủy, lôi, đem vô pháp vô bảo trong thiên hạ hết thảy đều khắc chế, ngay cả là cấm bảo cũng khó mà đấu được với kiều đỉnh. Mặc dù ba đỉnh thiên địa dương của hạ gia đã bị đánh cắp, ba đại cấm pháp trong đó cũng mất đi, nhưng hạ gia Trung Châu vẫn không thể khinh thường. Nếu như có thể đạt được phương pháp khắc chế cửu đỉnh của hạ gia liền không đáng để lo nghĩ nữa. Có điều, lúc này bích họa đã bị thánh chủ hạ gia hủy đi, cách khắc chế cũng không cánh mà bay, nếu còn xung đột với hạ gia thì cũng chỉ làm mất nhiều hơn được. Thánh chủ hạ gia liên tục cười lạnh, lòng nghĩ: cái lũ người này ngoài mặt thì cười hi ha, trong lòng thì đối với chấm, đối với hạ gia như hổ rình mồi vậy. Các vị thánh chủ vẫn giữ nguyên hỏa khí, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ngọc Chân đại sư lấy được mấy bức họa liên quan đến Chu Thiên Thần Vương Công Đức Cấn, thỏa ý hài lòng, cười ha ha mà nói: chư vị, hà tất phải vì chuyện nhỏ này mà gây chiến chứ? Trong Thang Hoàng Lăng vẫn còn vô số của cái. Yêu chủ cùng Diệp Phúc đã tiến vào bên trong, chúng ta nếu như tới trễ một bước, nói không chừng đến cả ngụm canh cũng không được uống đâu. Mọi người trong lòng lo sợ, Diệp Thiếu Bảo còn đỡ, suy cho cùng thì tu vi không đủ, rất nhiều bảo vật không thể lấy được. Nhưng tên yêu chủ đó lại là đại tông sư tinh thông cấm chế, hơn nữa lại là đỉnh cao nhân hoàng, có cấm bảo trong tay, chính là thánh chủ nhất đẳng dưới gầm trời này. Người này nghiên cứu thiên nhân, e rằng trong Thăng Hoàng Lăng chẳng có bao nhiêu bảo vật là y không lấy được. Mọi người bước nhanh về phía trước, không lâu sau liền đi đến đại sảnh trong thánh điện, đưa mắt nhìn quanh,
chỉ thấy tòa đại sảnh này giống như bị hàng vạn con tê giác hoang dã đấu đá lung tung, càn quét một vòng, hỗn độn vô cùng. Đừng nói là bảo vật, ngay cả một sợi lông cũng không còn sót lại. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 138 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Do hôm qua mình đi về xa nên là bị hơi bị mệt tí, đáng nhẽ trưa nay ra chuyện thì nằm bẹp, vợ nó phải cơm nước cho, tối nay cố lần dậy để làm. Không biết có đọc được 139 nữa không, nếu mà đọc được thì mình sẽ đọc cố, giờ mình sẽ đọc cố, còn không được thì mọi người thông cảm, nghỉ để mai khỏe hẳn thì đọc cho nó luật, ngày dài tháng rộng mà các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại. Còn chuyện ngược với Minh Triều thì chắc là phải hoãn lại một hôm nữa. Ngày mai mình sẽ đọc. Kiểu gì ngày mai cũng đọc.